Xin chào các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay. Mình mới tìm mua được một cái cụm loa mini trông cũng khá là hay các bạn ạ. Cái cụm loa này nó cũng bé thôi. Để mình để lên mặt tay này cho các bạn dễ hình dung được kích thước của nó. Ở mặt sau này mình thấy cái chỗ hở này gần như là mình có thể để dễ dàng lọt một cái viên pin 1.650 vào đây luôn các bạn ạ. Vậy nếu như mà bạn nào mà thích chế loa mini thì chắc chắn là mình có thể để một cái xe pin 1.650 vào đây là cực kỳ thích hợp luôn, hợp lý luôn các bạn ạ. Và thông tin thông số kỹ thuật của cụm loa này thì mình không biết chính xác, tại vì shop ấy thì cũng không có để thông tin các bạn ạ. Ở đây thì mình có thấy luôn cái chữ Việt Nam này. Mình cũng không biết chính xác được nguồn gốc của cụm loa này từ đâu. Nhưng mà mình nghĩ là cái cụm loa này được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Sản xuất thì không hẳn nhưng mà lắp ráp thì chắc chắn là ở Việt Nam đấy các bạn ạ. Đây, nhìn trông nó khá là nhỏ gọn luôn. Mình cũng không biết chính xác là cái cụm loa này nó thiết kế riêng cho một cái thiết bị nào. Nhưng mà theo như cái khả năng phán đoán của mình ấy, thì chắc chắn là cụm loa này là có thể gắn được cho nhiều thiết bị thông minh luôn, chứ không phải là duy nhất một thiết bị. Cụm loa này thì nó có tới hai loa toàn giải này ở hai bên, nhìn trông cũng khá là đẹp. Đây, mình cảm giác là cái gân loa ấy, nó khá là dày và chắc chắn luôn. Màng loa này nhìn khá là đẹp các bạn ạ. Bên này cũng vậy luôn, hai cụ loa toàn giải. Còn ở giữa này có một cái màng cộng hưởng này. Màng cộng hưởng này thì thôi luôn, nhìn khá là chất lượng các bạn ạ. Gân này dày lắm, chắc chắn. Để mình nhấn thử cái màng cộng hưởng cho các bạn xem. Đó, cái loa nó có cái sự phản hồi kìa. Theo như mình thấy, cụm loa này mà dùng có đúng một màng cộng hưởng như này thì có vẻ hơi ít các bạn ạ. Đúng ra là dùng thêm một cái nữa thì có vẻ ổn hơn. Nhưng mà chắc là do cái kích thước ấy, nó bị giới hạn cho nên là họ chỉ gắn đúng một màng cộng hưởng thôi. Mặt sau này có hai cái dây ra này. Dây này nhìn cũng khá là ổn các bạn ạ. Đây, chất lượng dây đây. Cái chất lượng dây như thế này thì chắc hẳn là cái cụm loa này á, nó được gắn cho những thiết bị cũng không phải dạng vừa đâu các bạn ạ. Tuy cụm loa này nhỏ nhưng mà mình cầm trên tay á, cảm giác nó khá là cứng chắc. Nó không có nhẹ như một số cái cụm loa trước đây mà mình từng trải nghiệm đâu, mà cảm giác nó đúng thật sự nặng và dày dặn chắc chắn luôn các bạn ạ. Vậy là mình đã quay tương đối chi tiết về cái ngoại hình của cụm loa này cho các bạn xem rồi. Bây giờ mình tiến hành tháo hai cái cụm loa này ra để xem chi tiết luôn cái thông số nha các bạn. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would. Wow, chất thật sự luôn các bạn ơi, nhìn như mic của loa bầu luôn. Có điều là mặt sau này không có thông tin thông số kỹ thuật các bạn ạ, mà chỉ có hai mã số thôi. Hai cụ loa này là có hai mã số khác nhau luôn. Bên này là 6813, còn bên này là 6815. Theo như cái cách phán đoán loa của mình á, với một cái kích thước nhỏ như này thì mình chắc chắn là cái công suất đỉnh của cụ loa này á, cao lắm thì nó chỉ rơi vào khoảng 15W thôi, là công suất đỉnh luôn. Còn công suất trung bình á, thì nó khoảng dưới 10W. Qua cái hở này các bạn có thể thấy này, tiết diện của sợi dây đồng ấy, nó khá là bé thôi, nó không có to cho lắm. Thì công suất ấy, chắc chắn là nó cũng không có cao. Và đặc biệt là với cái kích thước nhỏ bé xíu như này đây, thì khá là khó để mà vượt ra khỏi cái công suất là 15W. Mình thấy á, là cái 500 từ neo này này, nó cực kỳ mạnh luôn. Nó như mấy củ loa bầu các bạn ạ. Mạnh lắm. Vậy thì chắc chắn là cái củ loa này nó cho ra cái giải âm bay khá là mạnh luôn. À, ở những video trước ấy, mình thấy có nhiều bạn thắc mắc về cái câu nói của mình là âm bay. Thì bay theo như ngôn ngữ chuẩn thì gọi là bay, nhưng mà theo như cái cách gọi Việt Nam mình thì gọi là âm bát. Đó, tiện thể đây thì mình giải thích luôn cho những ai chưa biết. Bây giờ mình tiếp tục phóng to lên cho các bạn xem này. Riêng cái cuộn coi loa này á, thì nó được quấn dây đồng ở trên một cái ống nhôm, cho nên là cái khả năng tản nhiệt ấy nó khá là tốt, cũng như là kèm theo những khe hở đây. Thì chắc chắn một điều là cái khả năng tản nhiệt ấy cực kỳ tốt ở trên củ loa này. Củ loa này tuy bé thôi nhưng mà nhìn này các bạn thấy này, nó khá là dày luôn, khá là dày dặn và nặng tay. Về cảm nhận gân loa thì mình thấy nó cũng khá là dày. Lúc đầu mình đã phán đoán được cái công suất rồi, bây giờ mình sử dụng đồng hồ để test luôn cái trở kháng của loa nha các bạn, để xem là nó mang trở kháng bao nhiêu ohm.
Đây mình sẽ dùng chiếc đồng hồ này, chiếc đồng hồ mình đã dùng từ khá lâu rồi. Để mình kẹp vào luôn cho các bạn xem này. Đó, 7,4 ohm. Do là cái đồng hồ này mình dùng cũng lâu rồi á, mấy cái điểm tiếp xúc này nó cũng kém rồi các bạn ạ. Nó tạo ra cái trở kháng này. Tạo ra trở kháng trên dây dẫn và cả cái núm này nữa. một chấm ba rồi. Bây giờ mình chỉ việc đo và trừ ra thôi là mình sẽ có được cái thông số trở kháng của loa chính xác luôn. 5.6. Sau khi đo và mình trừ đi kết quả sai số thì trở kháng chính xác của loa này là 4 ohm. Tới công đoạn cuối cùng là mình sẽ test thử chất âm của cụm loa này xem là nó có hay hay không nha các bạn. Mình đã hàn dây và kết nối loa với mạch khuếch đại âm thanh nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành lên nhạc để test thử luôn. Chỉ là thuốc an thần, với em anh chỉ là thằng bạn thân. Counting stars, I'm on a light boy. Better than your Louis Vuitton, your Louis Vuitton. Counting stars, stars, I'm on a light boy. Better than your Louis Vuitton, your Louis Vuitton. Giọt nước mắt rớt trên khuôn nhạc, sẽ cứ rớt rơi từng hạt. Sao nước mắt thấp trên tay người, người từng nói bao câu hẹn lương. Người để ta thêm sai lầm hơn, người mang những tiếc nuối ân hận như thế này. Đến khi ta ôm bao trái ngang, nay muốn quay đầu nhưng đã muộn. Hẳn trách chi ta đã không là ta nữa rồi. What a lie. Đi đi đứng đứng yếng yếng chân chân xinh tông lo ra. Để xem chân xiêm xinh nắng nắng xin cho tan vỡ. Chưa chuyện tay bèn gió tên gió kỳ. Ai quay sao chứ vô chân. Qua màn test, chắc chắn là các bạn đã có thể tự đánh giá được chất lượng âm thanh của cụm loa mini này. Riêng mình ấy, sau khi trải nghiệm thì mình thấy là nó cho ra một cái chất âm phải nói khá là ổn so với tầm giá. Và cái giải âm bass ấy, thì nó trầm ấm này, uy lực, nó cũng khá là mạnh mẽ. Tuy nhiên là cái độ trầm ấy, thì nó không có trầm như những cái dạng loa có kích thước lớn đâu. Mà nói chung thì nó trầm ở mức gọi là với một cái kích thước nhỏ thôi các bạn ạ. Mà cơ bản thì cái loa này nó cũng nhỏ mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà đòi hỏi được một cái sự trầm ấm thật sự ở một cái chiếc loa nhỏ bé như này. Thì thực tế là qua cái màn test thì chắc chắn luôn là các bạn đã có thể tự đánh giá về cái độ trầm ấm của cái cụm loa này rồi. Và mình thấy một điều là cái giải âm chung thì nó thể hiện cũng ở mức vừa phải thôi, chứ nó cũng chưa thực sự tốt cho lắm. Và cái giải âm chép thì nó hơi thiếu một chút. Nếu như ai mà thích nghe chép nhiều thì cần mua thêm một cái củ là chép nhỏ nữa gắn vào là tuyệt vời luôn. Còn đối với những ai mà có cái gom thanh á, nghe theo cái dạng trầm ấm ấy, vừa đủ nghe thì cái cụm loa này nó có thể đáp ứng được rồi. Mình không có cần phải mua thêm loa chép nữa. Rồi nếu như bạn nào mà có quan tâm đến cụm loa mini này, mình có để luôn link tham khảo mua hàng chi tiết ở trong phần mô tả video luôn. Các bạn nhấn vào link để tham khảo này. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn hãy dành tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Xin chào các bạn.